xin chào tất cả các anh em kính nhé. Đây mình giới thiệu một cái máy hút phòng hơi có đi tế nhiệt. Tổng quan hình thức cái máy giới thiệu của máy cho anh em này. Đây tổng quan cái máy rất là đẹp và ok anh em nhé. Cái gì cũng bóng bẩy cũng đẹp cả. Này là bằng inox EU nhựa này để cho anh em đỡ cái nhôm nó dài ra như này này. Dao thì rất là sáng loáng anh em nhé. Chất liệu thép rất là sáng loáng đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Tổng quan cái máy cực kỳ đẹp luôn. Cái này thì nó vận hành rất là đơn giản. Nó vận hành rất là đơn giản anh em nhé. Anh em về anh em cắm hơi ở cái bàn đạp của tôi là nó sử dụng được, anh em cấp một đường dây hơi ra. Đấy, là nó làm việc được anh em nhé. Đây tổng quan cái máy này. Đấy, mình giới thiệu nha, ví dụ mình cắm hơi vào rồi là mình máy nó hoạt động rất là trơn tru luôn. Đấy, khác với dòng máy của các đơn vị khác là máy của mình tốc độ ép cực kỳ nhanh luôn, rất là mượt mà và trơn tru. Máy thì rất là đơn giản anh em, đầy đủ công nghệ cho anh em, đầy đủ công nghệ cho anh em, cửa to có thể dỡ lên trên này. Đấy, hình thức cái máy này hoạt động dùng bằng hơi của bình nén khí, mình cắm vào nó hoạt động được. Đấy, anh em có nhu cầu về máy móc bằng hơi thì liên hệ em Thế Hiệp nhé. Số điện thoại thì ở trên máy đầy đủ tổng quan hình thức của máy nhé. Số điện thoại trên đấy anh em cứ mua cái máy xuất xưởng là có giấy trên giấy tờ trên đấy. Liên hệ nhé. Xin chào anh em nhé.